Thời đại bùng nổ thông tin với sự phát triển mạnh mẽ của các trang mạng xã hội, nhiều thông tin chưa qua kiểm chứng về tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 được đăng tải dễ gây hoang mang cho người dân. Do vậy, để người dân hiểu đúng, chủ động, nâng cao nhận thức trách nhiệm phòng ngừa dịch bệnh, các cơ quan báo chí, hệ thống đài truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh đã phát huy hiệu quả trong việc cập nhật thường xuyên và liên tục những thông tin về dịch bệnh, đa dạng các hình thức tuyên truyền đến với người dân. Hơn một tháng nay, Đài truyền thanh huyện Ân Thi liên tục cập nhật tình hình dịch bệnh cũng như công tác phòng dịch COVID-19. Đều đặn hai lần mỗi ngày, Đài tiếp sóng chương trình phát thanh của Đài phát thanh và truyền hình tỉnh phát bản tin thời sự của huyện. Mỗi ngày có từ 4 đến 6 tin bài, công điện, thông báo về tình hình dịch bệnh đến người dân. Bên cạnh đó, hệ thống truyền thanh cơ sở cũng tăng cường thời lượng phát sóng cả vào thứ Bảy và Chủ nhật. Ngoài việc cập nhật sát tình hình diễn biến dịch bệnh, những chỉ đạo, biện pháp của các ngành, các cấp, đăng tải đường dây nóng tiếp nhận thông tin, đơn vị chú trọng tuyên truyền hướng dẫn người dân cách tự bảo vệ sức khỏe, chủ động phòng dịch, từ đó mang lại hiệu quả rõ rệt, phục vụ đắc lực công tác tuyên truyền, phòng chống dịch tại địa phương. Đài truyền thanh xã cũng thường xuyên phát bài phòng chống dịch COVID-19 là qua loa truyền thanh, đều vào các buổi sáng. Thế thì nhân dân địa phương cơ sở cũng rất là lắng nghe phòng dịch theo đúng cái chủ trương đường lối. Hai nữa là cũng không hoang mang lo lắng ở cơ sở. Thì đài truyền thanh đã tổ chức họp và phân công các phóng viên phụ trách xã, phụ trách các ngành để tăng cường bám sát cơ sở và nâng cao cái chất lượng tin bài cũng như là số lượng tin bài phản ánh trung thực và chính xác kịp thời đối với tình hình dịch bệnh. Chỉ đạo đài truyền thanh các xã thị trấn tiếp âm ngày 2 buổi, tăng cường chủ động về số lượng tin bài. Để có nhiều tin bài chân thực, những phóng viên của đài phát thanh và truyền hình Hưng Yên, báo Hưng Yên sẵn sàng đi vào vùng nghi có dịch, bám sát cơ sở để phản ánh tình hình một cách khách quan, thực tế nhất, truyền tải đầy đủ thông tin từ công tác chỉ đạo, điều hành đến việc thực hiện phòng chống dịch tại các địa phương. Bên cạnh đó, mở chuyên trang, chuyên mục về công tác phòng chống dịch. Hàng ngày đăng tải tin bài trên hai hạ tầng, báo in và báo điện tử đối với báo Hưng Yên và 4 hạ tầng, phát thanh, truyền hình, website và trên mạng xã hội đối với đài phát thanh và truyền hình Hưng Yên. Công tác tuyên truyền được tập trung cao độ, không chủ quan, lơ là, đồng thời cũng không gây hoang mang dư luận, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, tự giác phối hợp và chủ động phòng dịch. Bây giờ thì các cái trang mạng thì nó rất nhiều, tin nó không được chính thống. Tôi chỉ tin vào đài truyền thanh của xã, đài truyền hình của tỉnh và các cái báo đài chính thống đưa tin để cho người dân chúng tôi không hoang mang, yên tâm để phòng dịch và chống dịch cùng với lại cả nước. Với những hình thức tuyên truyền đa dạng, các cơ quan báo chí truyền thanh đã góp phần cùng với các cấp, bộ ngành chung tay phòng chống dịch bệnh, bác bỏ những thông tin không chính thống, giúp người dân yên tâm chung tay đẩy lùi dịch bệnh.